Đến thời điểm này, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã kết thúc năm học 2022-2023. Hai năm học triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng là hai năm ngành giáo dục vừa phòng dịch vừa đảm bảo chất lượng dạy học. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các trường học cũng đã chú trọng đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của cơ sở và năng lực tự chủ, sáng tạo của giáo viên, học sinh. Với học sinh tiểu học khối 1-2, hai khối lớp học theo chương trình mới, năm học này các em phải học trực tuyến đến hơn một học kỳ. Tuy đã trở lại trường học trực tiếp vào thời điểm cuối tháng 2, nhưng việc hạn chế nhiều hoạt động do dịch COVID-19, học sinh tiểu học vẫn chưa học bán trú, cũng ảnh hưởng khá lớn đến việc triển khai một số môn học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì đối với đội ngũ cán bộ giáo viên thì chúng tôi đã được tập huấn xuyên suốt thường xuyên, nắm lĩnh hội đầy đủ cái kiến thức kỹ năng về giáo dục. Tuy nhiên thì cái việc vừa dạy trực tiếp với vừa dạy trực tuyến thì nó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc đảm bảo chất lượng cho các em, và chúng tôi cũng phải đưa ra những cái biện pháp, cái phương pháp dạy học tốt nhất truyền đạt đến các em để các em không bị hỏng kiến thức. Ở bậc trung học cơ sở, đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở khối lớp 6. Các cơ sở giáo dục đã xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục thích ứng với tình hình, diễn biến dịch bệnh và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo quy định. Chú trọng đổi mới sinh hoạt, tổ nhóm chuyên môn, phát huy sự chủ động sáng tạo của giáo viên và học sinh. Ở cái thời gian học trực tuyến, các em đã làm quen với một cái cách học mới rồi. Nghĩa là các em mới bắt đầu vào thì các em học với một cái phương pháp mới rồi. Thì với cái phương pháp mới khi mà các em đi vào trong cái học trực tiếp lại thì nó lại có một cái điều kiện là em làm quen được với một cái phương pháp mới và các em tự học. Các em học được cái là các em tự học, tự giác học. Thì cái đó cũng là một cái điều hết sức là đáng khen ở tất cả các em học sinh lớp 6. Có thể thấy chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều đổi mới về nội dung, môn học, thời gian học và phương pháp giảng dạy. Đòi hỏi giáo viên phải có sự thích ứng và thay đổi. Trong năm học qua, tuy còn gặp những khó khăn, nhưng nhờ có sự chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nên việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các trường học trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo các mục tiêu giáo dục. Nhìn chung, chương trình triển khai giáo dục phổ thông 2018 trong trường học thì đảm bảo về cái tiến độ cũng như cái chất lượng chương trình dạy học tại nhà trường. Và trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục giúp đỡ cho các em khối lớp 1 và khối lớp 2 để đạt cái chương trình phổ thông 2018 đề ra, và cũng định hướng trong sắp tới thì giáo viên khối lớp 3 sẽ tập huấn và tiếp cận chương trình cho năm học tiếp theo. Hiện nay như nhiều tỉnh thành khác, Đà Nẵng cũng gặp khó khăn khi thiếu nguồn tuyển giáo viên tin học tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở, môn nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông. Một số trường chưa đáp ứng về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, vì vậy cần có sự tính toán đầy đủ các phần việc cho các năm tiếp theo, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cũng như nhiều điều kiện khác cho năm học 2024-2025, năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp cuối cùng.